Không có phải là hàng thật nhé. Ăn cắp là ăn cắp toàn bộ hình ảnh tên tuổi. Đây là một kẻ giả mạo nha cả nhà. Cả nhà nên để ý ha. Đây là cái Facebook của Nguyên Quỳnh, còn hồi nãy là fanpage nha. Fanpage giả mạo nha. Còn đây mới chính là fanpage thực sự của Nguyên Quỳnh nha. Fanpage của Nguyên Quỳnh có tên là Nguyên Quỳnh YouTube Cuộc Sống Mỹ. Đó mới chính là fanpage thật sự nha. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha cả nhà. Chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị trong cuộc muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với cả nhà rằng chương trình Kết Nối Yêu Thương của Uyên Quỳnh mở ra nhằm giúp đỡ cho những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Tuy nhiên, các anh chị tham gia chương trình cần phải làm một video phỏng vấn nói giới thiệu về bản thân của mình. Anh chị nào muốn kết nối với các bạn thì Uyên Quỳnh sẽ gửi video đó cho những anh chị xem. Nếu mà anh chị đó đồng ý thì Uyên Quỳnh sẽ cho hai người gặp gỡ trực tiếp nói chuyện FaceTime với nhau. Và các anh chị sẽ tự cho nhau số phone, số điện thoại, chứ Uyên Quỳnh hoàn toàn không cho ai số phone, số điện thoại hết. Và các anh chị nên nhớ kỹ một điều, muốn tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương thì cần phải làm một video phỏng vấn. Và khi cầm điện thoại lên nhắn tin hoặc gọi cho Uyên Quỳnh thì nhớ rằng mình phải làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Còn nếu như các anh chị cảm thấy do dự chưa muốn làm video thì vui lòng, khi nào suy nghĩ kỹ quyết định rồi hãy nhắn tin cho Uyên Quỳnh nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Chúng ta sẽ nghe tâm sự của những anh chị cô đơn. Cô đơn rất là lâu rồi, rất là khao khát muốn tìm một hạnh phúc, muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Nào mời em. Rất là vui dạ. Chào chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nha. Dạ, chị cảm ơn em. À hả, chị có thể cho em biết chị tên gì và em chị chào cộng đồng ha. Trước tiên là chị chào em, chị chào cộng đồng mạng và chị chúc cho em và cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn luôn thành đạt và may mắn. Chị tên là Lê Thị Ngọc Nga, năm nay chị được 60 tuổi. Chị sinh năm 1961 á. Chị sang Mỹ này, chị đang ở tiểu bang Colorado á em. Chị sang đây được 11 năm rồi. Chị đi theo cái diện bảo lãnh ở ông anh chị bảo lãnh á. Chị đi qua năm 2010 và chị làm nail như tới giờ luôn. Là chị làm nail được 11 năm rồi. Chị làm nail rồi, chị làm được đủ thứ không? Everything không? Không, chị chỉ làm tay chân nước, rồi chị waxing, rồi chị cho bột mà chị không có không có hửi được cái mùi lưu bịch đó em, chị nên chị không có làm bột được. Dạ. Yeah. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi chị đã từng lập gia đình lần nào không? Chị hồi đó chị năm 1983 là chị kết hôn với đồng xã của chị bên Việt Nam á. Thì chị sẽ tới năm 84 thì chị sanh được một bé, mà tới giờ là chị được ba đứa, mà con chị bây giờ thì nó trưởng thành hết rồi. Rồi chị sống với ông xã chị là chị ly hôn ông xã chị là từ năm 2000 tới bây giờ chị độc thân vậy, một mình ở bên Việt Nam chị làm, chị lo cho con chị. Rồi hả, chị ông anh chị bảo lãnh chị là chị dẫn ba đứa con chị là chị qua đây tới giờ chị sống một mình. Dạ. Con chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con gái lớn của chị năm nay nó cũng 36 tuổi rồi. Thì nó cũng đang làm nail với chị. Rồi một thằng con trai thì nó cũng khoảng 31 tuổi. Thì nó cũng đang có một cái tiệm, giờ là chị về chị mấy mẹ con chị về chị làm cho con trai chị. Rồi con nhỏ con gái út chị là cũng 27 tuổi rồi, hiện nay nó đang học bác sĩ em. Cũng cố gắng học ha. Rồi dạ. là hiện tại chị đang làm nail cho tiệm của con chị. Hồi trước thì chị qua đây là cả chục năm rồi thì chị làm cho làm em của chị, nó bảo làm chị đó thì nó chị làm em của chị. Rồi sau này chị cũng đi làm chỗ chơi người khác, rồi con chị cũng làm nail. Nhưng mà khoảng 2 năm nay thì thằng con chị nó mua cái tiệm á em. Thì là mấy mẹ con xúm xích làm với nhau đến bây giờ em. Dạ, con chị có ai lập gia đình chưa? Cái thằng con trai chị á thì nó lập gia đình. Nó lập gia đình được 3 năm mà chị hiện và chị đang có một đứa cháu nội. Dạ. Rồi hiện tại chị đang ở chung với con chị hay chị ở riêng ha? Thì cấp trước á thì chị con chị nó chưa có tiệm á thì chị đi làm
cho người ta, thì chị ở nhà người ta, ở nhà chủ á, thì chủ nó thích chị lắm, thì chị làm thì cũng cố gắng, chị siêng năng lắm, chị làm qua 10 năm, 11 năm rồi là chị làm suốt, không có ngày nào chị nghỉ hết á. Thì chị cũng lo cho con chị, nhà cửa hay cha mẹ rồi cũng nó cũng ổn định hết rồi, nhà cửa cũng đầy đủ ổn định hết rồi. Thì bây giờ con chị thì nó cũng mới mua cái tiệm, thì nó gọi chị về chị làm cho nó, và chị cũng đang ở chung với nó. Dạ vậy cũng tốt ha. Dạ gần con gần cháu nó vui vẻ hơn. Dạ. Mà ba đứa con chị nó ngoan lắm em, nó ngoan. Em quê chị ở đâu ha? Chị ở Việt Nam, chị ở Sài Gòn, chị ở quận Bình Thạnh em. Dạ. À hả? Thời gian chị trong xã chia tay cũng khá lâu, 20 mấy năm là lâu lắm đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi, chị với ông xã chị là sống nhau được 18 năm. Thì có ba đứa con đó, thì là do công việc làm ăn với lại do cái tính tình đó là không mấy nhau, thành thử ra là chị với anh chia tay năm 2000 tới giờ. Hồi xưa ở Việt Nam chị làm công việc gì? Hồi xưa chị ở Việt Nam á thì chị làm cho nhà nước á em, chị làm kiểu như công ty của mới đầu thì chị làm cho nhà nước, sau chị làm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân, rồi đó chị làm cái công trưởng. Dạ. Yeah. Rồi trong vòng thời gian mà chị em xã chia tay rồi có ai để ý chị rồi coi chị có để ý anh nào không? Hồi bên Việt Nam á thì cũng có, nhưng mà cách đó chị chia tay ông xã chị là năm đó chị mới có 40 tuổi thôi, thì chị cũng còn ấy, nhưng mà thật sự thì cách đó là chị buồn ông xã chị, và chị vẫn còn thương ông xã chị lắm, thành thử là chị thôi chị ráng làm chị lo cho con chị. Chị cũng có bạn, cũng có quen này cái nọ, nhưng mà chị nghĩ thôi chắc cũng không có tới đâu, lại phần thì chị nghĩ đến con chị nhiều hơn á, thành thử ra chị không có muốn bước đi bước nữa, mà chị dẫn mấy đứa con chị mà đi qua bên đây sống. Thì qua bên đây thì cũng có người này người kia á chị, nhưng mà làm với cái duyên chị nó chưa đến hay sao á, chị không có nghĩ tới. Điểm mạnh của chị là gì ha? Chị á thì chị siêng năng, cần cù, sạch sẽ, thích nấu ăn. Chị làm thì siêng lắm, chị làm nail 10 năm rồi, là chị làm chỗ nào chủ nào cũng đều quý mến chị và rất là ok với chị, rất là happy chị. Yeah. Chị rất là có tâm và có trách nhiệm và có đạo đức, chị rất là đàng hoàng. Rồi điểm yếu của chị là gì hả chị? Điểm yếu của chị thì nói sao ta, không biết mình yếu thì yếu cái gì, thì chị thấy là chị nói ra thì là cộng đồng mạng không hiểu sẽ nghĩ chị này, chị thấy chị không, chị biết chị em biết chị đang chỗ nào nữa. Nó không, cái đó chị nói thiệt. Chị có dễ như là một việc gì đó là có một thấy một hoàn cảnh nào đó dễ gì tội nghiệp đó, chị có dễ siêu lòng không? Chị thì thật sự mà nói chị rất là đạo đức, chị rất là thích làm từ thiện, chị rất thích giúp đỡ người ta, người nghèo khó hơn chị. Chị cũng hay thường xuyên là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở bên Việt Nam này kia nọ, thì thật sự mà nói là chị rất thích làm những cái chuyện gì cho người khác vui. Mặc dù chị tốn kém nhưng mà chị rất là vui khi người ta cần cái sự giúp đỡ của mình. Dạ. Dạ. Nhưng mà chị thấy cái nếu mà cái gì mà nó mà chính đáng mà thật sự mà khó khăn và sự là cái gì, thì chị sẵn sàng, chị trong cái điều kiện của chị giúp được cái gì có thể là chị sẽ giúp được. Hay mũi lòng lắm. Chị hay nói sao, ví dụ như giờ chị sống chung với con chị hoặc là ai hay gì mà đối xử với chị mà không, chị hay khóc. Nhiều khi chị ngồi chị làm nếu mà chị hay khóc một mình. Tại sao? Tại vì làm như là cái số của chị hồi nào giờ là không có được may mắn, không có được cái sự mà cảm thông, sự hiểu biết hay là sự giúp đỡ của mọi người, thì hình như là chị chưa có đón nhận được những cái điều đó. Chị muốn nói là chị không may mắn trong công việc hay là sao chị? Không, chị không may mắn trong cái cuộc sống, trong cái tình cảm, gia đình hoặc là bản thân hoặc là cá nhân, đại khái là như vậy. Chị không có gặp được cái may mắn như những người khác. Là khi chị làm, chị ngồi chị làm, chị nhớ lại những hoàn cảnh đó rồi chị khóc hả? Chị khóc hoài. Bây đó, giờ cũng vậy. Đó là điểm yếu của chị ha. Vậy đó hả? Đó, vậy thì em dễ mũi lòng, dễ siêu lòng sao dễ, hả? Dễ mũi lòng, dễ xúc động lắm. Dễ mau nước mắt ha. Thí dụ như mà con chị nó cái gì này cái kia nọ, chị không vui, chị không hài lòng, thì chị cũng rất nước mắt được. Đó là cái điểm yếu của chị. Chị hay khóc lắm, thật sự là chị hay khóc.
Chị rồi, chị coi video của em lâu chưa ha? Chị cũng coi của em chắc cũng khoảng mới mấy tháng nay. Chị cũng buồn lắm, chị cũng đâu có thời gian đâu mà chị coi, là chị không có biết. Thì cũng như bà chị ruột của chị đó, thì bà thấy coi như là cái bà hiểu được cái tâm trạng của chị đó. Thì mọi người cũng có khuyên chị đâu này khi cái nọ, cũng có nhiều người ra đó với chị, nhưng mà sao tự nhiên chị cũng không có nghĩ tới cái chuyện đó. Thì bà chị một bữa đó thì bà chị bà mới chỉ cái kênh của em á, thì chị lại tập chị coi. Nhưng mà chị tranh thủ, chị không có giờ, chị tranh thủ mà chị cũng hê cây coi đó. Và chị bữa đó chị cũng buồn quá, chị mới nhắn tin cho em. Bữa đó chị cũng buồn, chị nhắn tin cho em. Dạ. Chị có để ý được anh nào ở trên kênh của em không? Có, chị cũng có để ý, nhưng mà chị thì chị không dám nói đâu. Chị muốn để cho thử cho tùy duyên á em. Chị muốn thử được chị tùy duyên chứ chị. Ví dụ giờ chị để ý, chị thích, chị mến, nhưng mà không hiểu thì người đó như thế nào. Chị muốn cho tự người ta sẽ để tùy duyên với chị á. Em hiểu vậy đó. Vậy là nếu mà chị muốn tìm một người á, thì chị muốn người đó tính tình phải như thế nào hả chị? Với bản tính của chị á, thì thật sự mà chị nói đó là kinh tế thì nhà cửa con cái chị là coi như là nó ổn định, coi như là nó cũng ổn định. Thì bây giờ chị không có cần gì hơn, nhưng mà bản thân của chị thì chị rất là đàng hoàng, chị rất là trung thủy, chị rất là đạo đức. Thì chị cũng muốn tìm một người coi như là cũng y là như chị, cũng như đàng hoàng, cũng thật lòng. Tại vì bây giờ chị nghĩ là con cái chị nó đã có gia đình, nó đã lớn rồi. Thật sự là chị có cái điểm yếu này là chị không biết chạy xe nha em. Chị không biết lái xe. Thành thử là nhiều khi chị muốn đi đâu đi đó, những người chị rất là lệ thuộc vào con của chị. Mà con của chị thì nhiều khi nó bận lắm, nó bị dị lắm, nó không có, nó cũng rất là có hiếu với mình, nhưng mà nó cũng bị dị lắm. Những cái đó là chị cũng buồn. Chị cũng buồn, mà nhiều khi á là chị cũng không biết nói sao. Coi chị nói chung là qua đây là khoảng 11 năm rồi, là coi như chị chỉ biết làm và làm, là kiếm tiền thì tới ngày hôm nay thôi. Là giờ đó thì chị cũng là lo cho con cái chị, cha mẹ chị là cái này cũng đầy đủ hết rồi. Thì giờ bản thân chị thì chị nào giờ chị muốn nghĩ thì con chị nhiều khi nó cũng có học kỳ đó, nó cũng có giới thiệu chị một người. Nói chung là cũng được, nhưng mà chị không nghĩ sao là chị cứ lo thôi. Chị cứ lo cho con, cho cháu, lo cho con cháu đi, thì giờ nó tới đâu hay tới đó đó. Thì cảm ơn bữa đó thì chị buồn quá, thì bà chị của chị bà mới nói cái kênh của em á, thì chị mới nhắn tin cho em. Chị cũng không ngờ là em gọi chị run quá. Nhưng mà tại sao chị không tranh thủ đi thi bằng lái ha, bằng lái xe ở Mỹ này không có bằng lái xe thì cũng Quyên ơi, cái thứ nhất đó là chị lo chị làm, chị kiếm tiền. Mà cái thứ hai nữa là chị nghĩ sao sợ chị làm chị không có đam mê, em chị không có thích. Thành thử ra chị hồi đó chị có thi bằng lái một lần là chị thi được cái bằng viết rồi đó em. Rồi cái chị cũng lo làm hồi mấy cái năm bảy năm về trước thì làm kiếm tiền rồi dữ dàng lắm. Thì chị cứ lo mãi mê làm biết mà chị bỏ luôn, chị không mấy tới giờ. Thì là chị đi ở nhà chủ, thì chị đi đứng với chủ này cái nọ là chủ đưa đón hết. Thì bây giờ về nhà có con cái đó thì chị không có nghĩ tới cái chuyện đó. Với lại thì thật sự là chị cũng bây giờ chị ra chị lái gì được rồi, mà chị không có biết tiếng Mỹ em, mà chị thấy phiền quá thôi. Chị lại thấy là giờ chị cũng lớn rồi. chị sợ chị đi lạc, chị không biết đường. Chị qua đây là thật sự là chị không biết tiếng Mỹ nhiều. Chị đi làm giao tiếp trong cái ngành email của chị thôi, là chị không có biết nhiều. Rồi chị sáng đi tối về rồi là cứ nấu ăn nấu uống trong nhà, lo cho con cho cháu quần quật gì suốt ngày vậy đó, cho nó qua ngày tháng. Chị cũng không biết là chị sẽ ra sao, chị tới đâu chị cũng chưa hiểu. Rồi khi chị đi qua bên đây thì nhà cửa Việt Nam chị còn không? Chị đi qua bên đây thì nhà cửa chị bán rồi em, nhưng mà chị cũng còn một cái nhà của bà chị ở chợ Bà Chiểu á, thì thỉnh thoảng thì gia đình về cũng tá túc ở đó. Chị đó của chị là ở Việt Nam hả hay là ở bên Mỹ? Gia đình của chị là ở Việt Nam, nhưng mà giờ gia đình của chị là qua bên Mỹ hết rồi. Cha mẹ anh chị em hình như là bên Việt Nam là chỉ còn một cái nhà của bà chị đó, bà để bà cho người ta thuê, người ta làm công ty đó, rồi là đi về về thôi. Còn cousin của chị thì còn ở dưới quê ở tỉnh Kiên Giang á, chứ còn là cha mẹ chị em chị hà là sống ở bên Mỹ hết. Vậy đó. Hả. Và chị khi chị qua đây là chị không có mua nhà cho chị ha?
đi qua đây đó là rồi chị có duyên cũng cho nó cho tiền nó mua cái tiệm, nhưng mà mua cái nhà đó là chị có nghĩa là chị cho con chị luôn, chị không, mới đầu là hai mẹ con đứng tên á, nhưng mà sau này chị nói thôi chị cho con chị hết, cho thằng con trai chị hết. Rồi có cho con gái không? À, con gái thì là nhỏ, con gái nhỏ thì nó nói là chừng nữa nó không cần, hay là ba đứa con chị nó cũng được lắm em, nhưng mà ví dụ như nó cần mua nhà mua xe hay mua này kia nọ thì chị sẵn sàng, chị nói chung mà chị có làm cũng như là chị cho con cái chị hết. Thì bây giờ chị cũng còn như một chút đỉnh nhưng mà chị dưỡng già. Là chị mua cho con tiền con trai mua nhà rồi cho tiền con trai mua tiệm luôn. Dạ, mà chỉ cho là cho một phần nào thôi, nó cũng hồn mẹ chứ không hẳn là chị cho hết nha em ha. Dạ. Dạ, vậy là cũng tốt quá rồi. Như là chị cho. Hả? À, vậy là cũng tốt quá rồi chứ. Dạ, nhu cầu của nó cần bao nhiêu là chị cho nó bao nhiêu, là chị còn một người mẹ là 80 mấy tuổi. Thì nói chung là chị cũng đang lo cho mẹ chị là cũng coi như là sắp xong hết rồi. Thì chị làm coi như bản thân chị là chị cảm thấy chị rất hài lòng, chị lo hết cho mọi người xong rồi. Thì giờ là chị còn có một mình bản thân chị thôi. Bây giờ tới phiên chị đó phải không? Thì chị nghĩ như vậy. Chị, nhưng mà chị muốn người là một người yêu tương lai của chị, người đó có thể hút thuốc uống rượu không ha? Chị thì cái uống rượu thì đàn ông mà mình không có cấm được cái chuyện mà uống rượu hay gì, nhưng mà đừng có bê tha quá em nha. Và cái hút thuốc thì là nếu như là chị thì chị rất ngại cái mùi thuốc, cái mùi đó là chị dị ứng lắm. Nhưng mà chị thì tự nhiên thôi chứ chị không ấy, nhưng mà nói chung là hút thuốc là chị rất là sợ cái mùi thuốc. Còn rượu bia thì nghĩa là coi như là uống thì cũng được thôi, chứ không có đến nỗi mà bê tha là không còn ý kiến nữa thì nói là vậy đó. Chứ chị cũng không có muốn đòi hỏi gì, nhưng mà quan trọng là chị cần một cái người như là thật lòng với chị. Vì về sau này để mà dụ như lớn tuổi rồi có với nhau con cái thì nó đánh chị hay buồn lắm, đánh chị thì hay buồn rồi này cái nọ, chị hay khóc vu vơ đồ như vậy. Khóc vu vơ, khóc mà cũng khóc vu vơ nữa hả? Ừ, thì chị muốn đi thêm bước nữa như thế này, các con của chị có ủng hộ chị không ha? Không, thằng con trai á thì nó cũng có giới thiệu chị một người. Thì nói chung là cũng được cái nọ, nhưng mà sao chị tự nhiên là chị không có cảm tình em. Chị chỉ coi là bạn thôi, thì chị cũng có trả lời thẳng là thôi chị bây giờ là chị cũng còn nặng về gia đình á, chị không có muốn mãi, nhưng mà thì nói chung là nó cũng tốt, nhưng mà chị cũng không hiểu sao là chị chưa có phải là cái duyên của chị sao á chị cũng thấy không chưa có ok phải không? Dạ, nhưng mà gặp nhau thì cũng vẫn chào hỏi rất là lịch sự, nhưng mà nghĩ tới cái chuyện mà sau hôm nữa thì chị có nói thẳng là chị không chưa nghĩ tới, chị có trả lời thẳng mà chị không nghĩ tới. Dạ, mà con chị thì nó cũng ủng hộ, mà chị thì biết vậy, cái gì chị thì gặp ai ở đâu thì không biết, sao chị không biết. Rồi những lúc rảnh rỗi chị thích làm công việc gì ha? Trước thì chị rảnh rỗi thì chị chỉ coi YouTube thôi em, là chị coi mấy live show là mấy cái tin tức rồi thôi, chứ ngoài ra chị không có cái thú vui nào khác hết. Thì một tuần là chị đi làm 7 ngày rồi, thì nếu mà chị về sớm chị nghỉ ngơi, chị không có nấu ăn nấu uống, thì chị coi YouTube thôi, là chị coi tin tức thời sự bên Việt Nam mà đại khái là như vậy thôi, chứ không có vui chơi gì là ăn nhậu hay là nhảy nhót hay là rượu rà cờ bạc là chị không có. Chị thích nhất là cái nấu ăn. Chị có hồi lúc mà qua tới giờ là chị chưa từng đi du lịch ở đâu luôn hả? Chị ở một cái có thỉnh thoảng rảnh thì nhỏ con gái út của chị nó có dẫn chị đi là đi Cali, là đi chỗ này chỗ kia chơi có, nhưng mà cũng vài ba nơi thôi em. Cũng có, nó thấy chị làm cũng cực quá đó, rồi mấy người mà nó nghỉ thì nó dẫn chị đi, hai mẹ con nó dẫn đi bóc vé đi qua đó, mượn khách sạn cũng xe nó chở chị đi Cali. Chị tại vì chị nói là chị qua bên Mỹ 10 năm 11 năm, chị chưa biết Cali là gì, nó có chở chị đi một hai lần, rồi nó chở chị đi Las Vegas đồ chơi, chị tính đi Florida rồi này cái nọ. Mà con gái chị là qua được cái chị luôn hả? Con gái chị dẫn nó qua đó, thì hai mẹ con chị, ba mẹ con chị thì đi làm neo, thì con gái còn đang đi học y tá,
Chỗ cái Úc á, học y tá xong giờ nó ra trường y tá rồi thì nó đang phấn đấu nó học bác sĩ. Học rồi chị, học được mấy năm rồi chị? Hình như là nó năm sau nó ra trường rồi đó em. Tại vì qua đây là cũng 10 năm, 11 năm thì nó từ mà nó học tới giờ. Nó cũng ngoan, mấy đứa con chị nó cũng ngoan. Nó hiền. Dạ, yeah, nó cố gắng học vậy là nó giỏi quá rồi ha. Dạ, yeah. Nó không chịu làm nail em ơi. Nó không chịu làm nail. Có hai đứa lớn thì đi làm nail, còn nhỏ Út thì nó đi học. Chị nói chị ở tiểu bang nào ha? Chị ở Colorado em, mùa đông là tuyết cũng dữ dàng lắm á em. Mà chị qua đây là chị ở đây là khoảng 11 năm luôn tới giờ luôn. Chị không có đi tiểu bang nào nữa. Anh em của chị ở tiểu bang đó hết hả? À, chị của chị, mẹ của chị, em của chị là ở Colorado. Chị có một đứa em ở bên Arizona, lại có một người anh ở bên Atlanta. Dạ, yeah. Gia đình chị bên đây hết ha? À, gia đình chị qua đây hết, coi như là nói chung là ổn định hết. Yeah. Nhà cửa tiệm tùng là ai cũng đều có đầy đủ hết. Dạ, yeah. Chị qua đây vậy là chị cũng may mắn hơn nhiều người rồi đó, có gia đình đó. Dạ, yeah, chị cũng may mắn lắm em. Dạ. Yeah. Chị quay lại chị cũng chịu khó lắm, chị qua đây là chị làm tuần 7 ngày là chị làm suốt, chị làm ghê lắm, không ai làm lợi chị. Vậy đó, làm ghê vậy đó. À hả, tại vì cách đó qua làm có tiền đó em, còn cái ham lắm, cứ làm hoài. Tuần làm 7 ngày làm suốt luôn. Lúc mới qua là chị làm tiệm gia đình chị đó ha? Mới qua là chị làm cho thằng em của chị được 5 năm. Đó, chị làm suốt cho nó được 5 năm. Rồi cái sau, cái hôm năm sau chị qua bên Kentucky, chị làm cho nhỏ em gái chị được 1 năm. Rồi cái sau đó là 6 năm rồi, thì sau này chị mới đi về đây là chị đi làm cho người ngoài. Đó, mà chị làm chủ thương chị lắm, thích lắm, ưu tiên cho chị lắm. À, đi đứng đồ đưa đón rồi này cái nọ là coi như tại vì chị vô chị làm á, chị có trách nhiệm, chị có tâm lắm. Chị thấy gì là chị làm hết cái đó, hồi đó chị làm hết đó, bởi vì chủ nó thích chị lắm. Chị nhưng mà lúc mà mới qua đó cảm giác chị như thế nào ha? Mới qua một tháng đầu đó chị buồn lắm em. Chị buồn dữ dàng lắm. Tại vì là mình mới qua mà mình ở Sài Gòn là nó qua em rồi. Mà mới qua là chị ở nhà thằng em, chị là tuốt ở trên núi luôn á. Núi mà nó lạnh mà qua cái mùa đó thì chị nhớ lại mùa tháng kia Vinh á. Mà cái năm đó em biết không, tuyết nó quá trời rồi, chị chịu không nổi luôn. Nhưng mà chị cố gắng, tại các con chị nó còn nhỏ đó. Thôi chị cố gắng. Chị qua chị ở nhà nó được đâu 3 tháng đó em, thì cách đó thì nó có tiệm rồi. Mà chị qua đó chị phải học, chị học nail á, chị phải học rồi chị nọ, chị ở nhà em chị 3 tháng mà tụi nó cũng tốt lắm. Nó cũng giúp đỡ chị trong thời gian 3 tháng đó thì là chị ở nhà đó. Thì nó chị chưa có công ăn việc làm ổn định á thì nó không tính tiền mà nó lo cho con cái chị, để bản thân chị rất là chu đáo. Thì nó tới bây giờ thì chị cũng rất là cảm ơn vợ chồng em chị. Thì sau 3 tháng rồi sau đó chị mới bắt đầu, mẹ con mới tập tỉnh đi ra tiệm làm được khá cho ổn định xong rồi là nó muốn cái nhà cho chị, mẹ con chị muốn nhà chị làm cho nó được 5 năm. Chị làm cho nó được 5 năm thì thằng con chị nó mua về Denver ở thành phố đó. Thì nó làm rồi bắt đầu là con chị với chị hai mẹ con mua nhà ở Denver tới giờ luôn là được 5 năm rồi. Mới qua mà đưa lên núi à, mà mùa đông tuyết rơi nữa hả? Mà mình ở ngay chợ trung tâm đó mà đưa chị lên núi luôn em ơi, trời ơi, nó hù với cọp với beo gì đâu không luôn á em. Có cọp nữa hả? Có cọp nhưng mà là tại vì khách nó lên lại nó cho chị coi đó, là nó quay cái video mà tối cọp nó ra nó ăn á. Nhưng mà chị thì chị không thấy cọp. Nhưng mà chị đi làm về là chị thấy hù. Con nai á. Nó đi cả bầy. Chị sợ gần chết luôn. Nhưng mà giờ quen rồi em. Mà bây giờ thì chị đâu còn ở trên núi đó nữa hả? Bây giờ là chị mua nhà ở coi như là ở thành phố rồi. Mà lại có tiền á thì nó bù qua sức lại thì chị ham lắm. Chờ chị đi làm về hả, tiền hóa quá trời, tiền tiết quá trời, tối chị cũng được chị đem mà chị đem. Ở Việt Nam mới qua mà mất cười lắm.
tiền tiếp quá trời luôn, chị bỏ trong áo trong giỏ tùm lum rồi ha, tối gì về chị đếm có khi tiền tiếp ngày gần cả trăm đồng luôn á Huy. Thật ra chị ham lắm, nó cũng được. Trên đó là khu nhà giàu ở đó phải không? Khu nhà giàu không em ơi, nhà cả triệu đô không, khu nhà giàu không, trên núi mà càng ở trên núi thì nó lại càng mắc tiền. Mùa đông mới qua tiết ra thì mùa đông tiết rơi mới qua là núi mình nói trời đất ơi. Dạ chị nhớ tới hồi xưa hay chị nổi da gà luôn. Không mà em thấy chị đã may mắn hơn rất là nhiều người rồi, gia đình đúng chị rồi. Ở bên đây hết rồi, chị ra tiệm em của chị làm nữa rồi, rất là may mắn rồi. Chị biết chị qua đây là gia đình chị đã qua hết rồi, là giúp đỡ chị nhiều lắm, giúp đỡ chị nhiều lắm nên chị mới được như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ chị rất là cảm ơn gia đình của chị. Chứ chị mơ ngày tưởng tượng cả tuổi chị mà mới qua không quen ai mà đi làm tiệm của người ta là rất là mệt đó chị. Đúng rồi. Em biết hồi đó chị qua là 5 năm mà chị đâu biết, chị chưa không học, chị đi làm cũng có bằng luôn á. Rồi mà chị đi làm cho người khác cũng không có bằng luôn á, mà người ta rất là quý chị. Người ta rất là quý chị, không có bằng người ta cũng nhận chị này cái nọ này cái nọ, nhưng mà bây giờ thì chị có bằng đầy đủ mà chị làm tới nhà chị cũng ok. Chiều cao của chị là bao nhiêu hả chị? À chị là 1m56 em, mà chị là khoảng 60kg, coi như là thân hình cân đối. Rồi nếu mà chị muốn tìm một người yêu cho chị á, chị muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay chị muốn ở đâu cũng chị không? Chỉ cần là ở bên Mỹ này thôi em, tại vì là nếu mà ở Việt Nam thì mình không có điều kiện, hơn nữa là chắc con cái chị là không đồng ý là cho chị về Việt Nam. Thì chị chỉ cần một người nào độc thân mà lớn tuổi hơn chị, hoặc là bằng chị, hoặc là hơn chị thì ở Mỹ thì càng tốt. Bây giờ con cái chị ở đó rồi, thí dụ chị quen với một anh mà một anh đó muốn chị ở qua tiểu bang của anh ấy sinh sống thì chị nghĩ tôi thấy nào? À cái đó thì là nó tùy đi em, nghĩ gì như thì tùy theo tới trường đó, mà nếu mà nó cảm thấy mà nó hợp nhau mà nó chín mùi thì có thể là chị sẽ ứng chuyện được. Cái đó mình đâu có nói trước được, nhưng mà nó tùy duyên á Quyên, hiểu không? Dạ đúng rồi. Rồi tới trường đó nếu mà cảm thấy ở cái độ chỗ nào mà nó thuận lợi hay là nó này kia nọ thì mình có thể là mình gom lại một chỗ được. Em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào cho khán giả không? Rồi chị cảm ơn Quyên nhiều. Chị chúc em được nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc nha em nha. Dạ, cảm ơn chị, bye chị ha. Rồi, bye bye em.